Mỗi quốc gia đều sử dụng một đơn vị tiền tệ nhất định, như là ở Việt Nam thì dùng Việt Nam đồng, ở Trung thì xài nhân dân tệ, ở Nga là đồng rúp. Nhưng khi giao dịch quốc tế, tất cả đều quy về đồng USD chứ không phải các đơn vị tiền tệ khác. Tại sao lại như vậy? Thông qua bài viết của tác giả Thanh Huyền được đăng tải trên website Spiderum, chúng ta hãy cùng nhau tìm câu trả lời nhé. Nhưng trước khi bắt đầu, kiến thức để viết bài này được tác giả lôi từ hai cuốn siêu kinh điển, siêu hấp dẫn bao gồm Chiến tranh tiền tệ và Lời thứ tội của một sát thủ kinh tế. Nếu các bạn học về kinh tế thì chúng mình khuyên chân thành là hãy đọc hai quyển trên. Không giúp cao điểm hơn đâu, nhưng sẽ có động lực để thấy, ồ, kinh tế học thú vị phết. Còn giờ thì hãy bắt đầu nào. Bạn yêu thích những video về kinh tế tài chính từ Spider Room và muốn tìm hiểu thêm nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn muốn chia sẻ những kiến thức về kinh tế tài chính của mình cho cộng đồng và được Spider Room chuyển thể thành video trên kênh YouTube của nhà nền? Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay? Tiền ở đâu, đầu ở đó. Group mới toanh từ Spider Room, nơi bạn có thể chia sẻ kiến thức, kết nối với những người có cùng đam mê. Tham gia ngay bằng đường link ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Sức mạnh của đô la Mỹ. Nếu coi thế giới tiền tệ là showbiz thì đô la ắt hẳn là nghệ sĩ hạng A xuất hiện trên mọi show truyền hình trong những khung giờ vàng phát sóng ở nơi có lượng fan đông đảo nhất. Theo một nguyên tắc dễ hiểu, càng in nhiều tiền, đồng tiền càng mất giá. Đến đây các bạn có đồng ý với mình không đã? Cái gì nhiều quá cũng dễ bị mất giá trị. Thế nhưng lại có một điều vô lý ở đây. Mặc cho tốc độ in tiền vô tội vạ của Mỹ trong những năm vừa qua, nhất là trong thời kỳ khủng hoảng do dịch Covid-19, Mỹ đã tung ra gói cứu trợ lên tới 1.900 tỷ USD mà lạm phát của nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn duy trì ở mức thấp. Tức là USD vẫn luôn giữ được giá. Chỉ nhiều đó thôi cũng thấy được phần nào sức mạnh của đồng đô la rồi. Thế nhưng liệu đồng đô la có thể giữ mãi vị trí bá chủ không hay sẽ bị nhân dân tệ với tham vọng khổng lồ của anh bạn hàng xóm với Việt Nam là Trung Quốc dần dần xoán ngôi? Xét cho cùng, ở cái thời buổi kinh tế mở cửa như thế này, riêng Việt Nam nhỏ bé của chúng ta một ngày cũng đã không có biết bao nhiêu giao dịch qua lại với bạn bè quốc tế. Thế mà cứ mỗi nước lại đi đổi một loại tiền khác nhau thì e là hơi bị cồng kềnh. Thành ra cái nhu cầu dùng một loại tiền chung trong mọi hoạt động ở mọi đất nước cũng là điều dễ hiểu. Đồng ý là như vậy, nhưng đố các bạn, thế giới thiếu gì loại tiền khác nhau, tại sao cứ phải là đô la Mỹ? Để trả lời cho câu hỏi điều gì mang lại sức mạnh cho USD thì trước hết các bạn cần phải đồng ý với mình một điều là đồng tiền mạnh nhất phải gắn liền với loại hàng hóa quan trọng nhất. Mặt hàng gì đã bảo kê cho đô la Mỹ? Bản chất tiền có giá trị vì nó được hàng hóa bảo kê, hay nói cách khác, hàng hóa chính là nhân tố bí ẩn đảm bảo cho sức mạnh của đồng tiền, chứ chi phí in ra một tờ chỉ có vài xu thôi. Bạn nghĩ thử xem, tại thời điểm này, loại hàng nào là quan trọng nhất? Không phải là thứ gì xa lạ, đó chính là dầu mỏ. Nguồn cung cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh là thứ bạn dùng để chạy xe máy bon bon đi làm hàng ngày. Bạn thấy đấy, mọi hoạt động quan trọng trên thế giới này đều xoay quanh thứ vàng đen của thế kỷ 21. Nếu như bước tiến của loài người thời đồ đá là phát minh ra công cụ đồng, thì con người ở xã hội công nghiệp bây giờ không thể sống nếu thiếu dầu mỏ. Câu chuyện này xem chừng là rất dễ hiểu ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng từ trăm năm trước, khi mà chưa ai thấy được tầm quan trọng của dầu mỏ trong tương lai, thì giới tài phiệt Mỹ nhấn mạnh là chỉ một nhóm người đã biết rằng ai làm chủ được nguồn cung cấp dầu mỏ, người đó sẽ làm chủ nền kinh tế toàn cầu. Và thế là họ dùng mọi thủ đoạn để dính chặt đô la và dầu mỏ với nhau. Nhưng bằng cách nào? Câu trả lời là bằng quyền lực, bằng thủ đoạn của một nhóm tài phiệt núp dưới cái tên Mỹ. Họ muốn mở rộng ảnh hưởng của Mỹ tới càng nhiều nơi trên thế giới càng tốt. Nhưng không phải bằng chiến tranh như trước đây nữa, mà khéo léo hơn là thông qua sự tương trợ trá hình, những mục đích nghe có vẻ cao cả nhưng thực chất lại sặc mùi lợi dụng. Mặc bên ngoài những âm mưu trục lợi từ các gói viện trợ, sự giúp đỡ dành cho các nước, Mỹ đã khôn ngoan đi tìm điểm yếu của các quốc gia, từ cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ cho đến nền chính trị và tôn giáo đầy bất ổn như các nước ở Trung Đông, nơi được cả thế giới biết đến như khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Bằng một thỏa thuận trao đổi, Mỹ đã ép được Ả Rập Saudi chỉ nhận thanh toán dầu mỏ bằng đô la Mỹ. Và thế là cả thế giới cần dầu mỏ, giờ cần thêm cả USD như một combo như vậy. Và bắt đầu từ đây, USD đã từng bước trở thành đồng tiền lớn mạnh nhất trên thế giới. Để nói về âm mưu của người Mỹ với các nước Trung Đông, có lẽ mình phải dành riêng một bài nữa mới kể hết. Nếu các bạn quan tâm thì hãy comment xuống bên dưới cho tác giả biết nhé. Ai có đủ khả năng thách thức đô la Mỹ? Giờ các bạn nghĩ xem, Mỹ đã thành công với âm mưu này thì chẳng lẽ lại không quốc gia nào khác nhâm nhe muốn ăn miếng ngọt dậy mùi tiền ấy? Và anh bạn hàng xóm của chúng ta, kẻ đông dân hiếu chiến, Trung Quốc cũng muốn đồng tiền của mình có sức mạnh như vậy. Vẫn theo cách cũ, Trung Quốc cũng muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, dùng âm mưu để khiến các nước yếu kém hơn phải phụ thuộc vào họ, bằng cách tìm kiếm những con nợ mới và một thứ hàng hóa mới, mà biểu hiện là việc Trung Quốc càng ngày càng kết nạp thêm các thành viên và câu lạc bộ các con nợ của mình từ các nước Đông Nam Á như là Lào,
cho tới vùng Trung Đông chiến sự như Pakistan, Sri Lanka, hay đứng trong danh sách vay nợ nhiều thứ hai của Trung Quốc là Angola của châu Phi. Còn lại, đố các bạn biết, thứ hàng hóa mà Trung Quốc đang chạy đua để dần dẫn đầu là gì? Nhiều người mạnh dạn đoán đó chính là Big Data, một thứ hàng hóa được coi như là vũ khí hạt nhân vô hình của kỷ nguyên mới. Tất nhiên tất cả chỉ là dự đoán thôi, chứ ai nằm trong bụng ông Trung Quốc để biết ông ta mưu đồ cái gì đâu. Nhưng mà với quan điểm cá nhân, mình tin giả thuyết này. Chung quy lại, mục đích sau cùng của Trung Quốc trong mọi căng thẳng hay gây hấn về thương mại với các nước anh em hay bạn gì khác sau là muốn tăng sức mạnh cho nhân dân tệ. Họ muốn nối gót Mỹ, đem đồng tiền của mình ra thống trị toàn cầu. Nhưng không có chuyện dễ dàng như vậy. Viễn cảnh người đi cất nhân dân tệ trong két có vẻ như còn khá xa xôi. Bởi cho dù có một thời gian bị suy yếu sức mạnh vì dịch bệnh, thì USD vẫn bất chấp là loại tiền được sử dụng nhiều nhất trên thế giới cơ mà, khoảng 68%. Trong khi ấy, con số này với đồng nhân dân tệ bạn biết là bao nhiêu không? Chỉ có 4,8% mà thôi, hẳn là một khoảng hãng còn xa vời lắm. Cuối cùng, trước khi kết bài, mình muốn đặt ra câu hỏi vì mình thực sự cần hỏi mà chưa có lời giải đáp. Nếu như thực chất đứng sau mọi mưu đồ của Mỹ cũng chỉ là vì lợi ích của một nhóm người, một nhóm các nhà tài phiệt có tham vọng quyền sát đồng tiền trên toàn cầu, vậy có khi nào nếu kế hoạch của Trung Quốc thực sự khả thi thì họ sẽ chuyển hướng hay bắt tay với Trung Quốc luôn? Và vừa rồi là những phân tích của tác giả về đô la Mỹ và sự bành trướng của nó. Liệu đô la Mỹ còn trường tồn không hay sẽ bị nhân dân tệ hạ bệ chỉ trong vài năm nữa? Hãy để lại ý kiến của các bạn trong phần bình luận bên dưới. Và đừng quên bấm like, subscribe cho Spider Room để đón nhận thêm nhiều điều thú vị trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại. Peace.